Thưa các thành viên trong gia đình, hôm nay tôi mở một cuộc họp quan trọng để nói cho mọi người biết rằng bối cảnh hiện nay của thế giới mình, trời ơi, đang biến động, đang chuyển biến dần dần phức tạp, và có những mối nguy cơ nó đang rình rập, rình mò từ ngoài cộng đồng, ngoài xã hội, nó len lỏi trong gia đình của mình. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Nội, con có ý kiến nội. Cái gì? Ý kiến gì? Có phải nội đang nói về nội dung tuyên truyền phòng chống ma túy đúng không nội? Trật lắm. Phải bét. Đó là cái gì? Biết cái gì không? Đó là bệnh đau mắt đỏ. Đau mắt đỏ. Đúng. Chào cả nhà. Trời ơi, cái gì mà đông vui dữ vậy? Chào mẹ. Con trai. Ngồi xuống đây, Chào tụi con. Bà xã mới về. Ủa nhà mình có đám tiệc gì mà vui vậy mẹ? Đám gì đâu mà đám. Cái gì bậy bạ vậy? Mẹ đang nói về cái dịch đau mắt đỏ đó. Đúng. Đau mắt đỏ hả? Cái tin này là con cũng mới đọc báo sáng nay, là con thấy là nó đang hoành hành dữ lắm đó. Đúng. Nè tụi con nè, có đi tới những cái nơi mà công cộng đó, mình phải đeo kiến đen giống như ba vậy nè, thấy không? Chính xác. Ba con là người con trai giỏi nhất của bà nội. Con là con trai của mẹ mà. Đúng rồi. Hỏi ba con, nghe chưa? Đây, để nội nói tiếp. Dạ. Trời ơi, dính dưỡng rồi. Trời ơi, nó bị đau mắt đỏ tất cả. Tất cả thành viên không được dừng, phải cách ly người bệnh. Cái gì vậy? Trời ơi, con bị đau mắt đỏ rồi. Mẹ ơi, mẹ, con đâu có bị đau mắt đỏ. Không, con đừng có lại gần mẹ. Là do con thức khuya, con làm việc cho nên là mắt con nó mỏi chút xíu là. Nè mẹ, mẹ. Không, tất cả biết hết. Cái gì vậy? Mẹ! Bà xã! Cái gì vậy mẹ? Trời ơi, đau mắt đỏ thôi chứ có phải cùi hủi đâu mà xa lánh tôi dữ vậy. Ủa mà mình có bị đau mắt đỏ đâu ta? Ủa gì kỳ vậy? Mẹ! Tất cả mọi người hãy tập trung nha. Đây đây, bà nội có mua mắt kiến này. Đây nè, là con đeo mắt kiến này vô. Mẹ ơi, cái này không phải sai con. Không phải hả? À, chắc cái này quá. Con với Genji á, cái mặt nó bự giống nhau cho nên đem. Cái này của Hana nè. Dạ. Nghe ngoại dặn nha. Khi nào mà có mặt ba con á là phải đeo mắt kính này liền không? Nghe chưa? Dạ. Ủa rồi, chẳng lẽ là con phải đeo kính đen này hoài hả nội? Không phải, khi nào có ba con ở đây thôi. Có kính này là nó bảo vệ đôi mắt cho mình. Tại vì người ta thường nói là đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Con hiểu chưa? Dạ. Đôi mắt bệnh đau mắt đỏ đó, chỉ lây qua cái đường nhìn thôi. Còn có ngoài mấy cái đường khác an toàn, không có sao hết trơn, nghe chưa? Nội, nội. Sao? Nhưng mà ba hay hung con lắm, nhưng mà lỡ ba tới rồi còn sao? Xê ba ra, cách ly liền, không cho ba hung, nghe chưa? Vậy tội ba lắm. Thì mai mốt ba con hết bệnh rồi hung lại. Vậy thậm chí là chỉ cho nắm tay thôi, nắm tay không có lây. Nghe nội nói chưa? Nghe chưa? Mà khoan nữa, còn cái này mới quan trọng, phải nhớ cái câu thần chú nè, trị bệnh cho ba con, nghe chưa? Thôi, có thần chú nữa mẹ. Đó, màu đỏ, hãy tan biến, trả lại đôi mắt cho con trai của tôi. Được chưa? Đếm hai ba nhớ chưa? Dạ. 2, 3, đọc. Màu đỏ, hãy tan biến, trả lại đôi mắt cho con trai của tôi. Cái gì vậy? Mấy đứa đọc cái gì vậy? Thì mẹ nói đọc theo mẹ á. Thì đọc con trai là sao? Thì con... À. Trời ơi, con trai là đối với mẹ là thằng Nghiệp là con trai, mẹ mới nói như vậy. Nhưng mà thằng Nghiệp là chồng của con, là ba của mấy đứa này, sao đọc gì nữa? Đúng rồi. Dạ, con hiểu rồi. Hiểu chưa? Đọc lại nha. 2, 3. Màu đỏ, hãy tan biến, hãy tan biến, trả lại cho ba của tôi. Cái gì vậy? Trời, không có được. Cái câu thần chú này phải nói đều nha mới là hay. Con thấy nó không có được đọc đều sao? Bởi vậy mấy đứa mới nói sao chứ không được vậy. Đúng rồi mẹ. Sao? Mình đọc vậy nè. Màu đỏ, hãy tan biến, trả lại đôi mắt cho Nghiệp. Trời ơi, mày nói nó ngủ gì còn ngủ không có được. À, sao nghĩ ra rồi. Màu đỏ, hãy tan biến, trả lại đôi mắt cho người thân của tôi. Đúng rồi. Người thân của tôi, đúng rồi. Đọc lại nha. Dạ. 2, 3. Màu đỏ, hãy tan biến, trả lại đôi mắt cho người thân của tôi. Đây quá. Đem mắt kính vô. Trời, cả nhà làm gì vui mà hát hò dữ vậy ta? Không có gì vui hết. Ba ơi ba, mắt ba sao rồi ba? Mắt ba bình thường mà con. Đúng rồi, nè con ngồi đó đi. Con ngồi đó để cho coi mọi người trị bệnh cho con nè. 2, 3. Màu đỏ, hãy tan biến, trả lại đôi mắt cho
màu đỏ. Hãy tan biến, trả lại đôi mắt mà người thân của tôi. Trả lại cho người thân của tôi. Thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cả nhà mình bớt khi dễ con được không? Sao nói chuyện không ai nhìn mặt ba cho vậy? Không được, nhìn mặt có lây sao không được nhìn. Cứ hiểu là mọi người đang lo cho con, đang trị bệnh cho con, hiểu chưa? Nói cái gì đúng vậy? Ơi mẹ ơi, con đã nói với mẹ rất là nhiều lần rồi, con không có bệnh. Mắt con nó bình thường mà, đâu phải đã mắt đỏ đâu. Không ai bị bệnh mà chịu mình là bị bệnh đâu. Màu đỏ, màu đỏ. Màu đỏ, màu đỏ. Trả lại đôi mắt cho người ấm của con. Thôi, thôi. Mẹ ơi, con không có bệnh. Mẹ làm như là trụ ếm con vậy. Không trụ ếm, mẹ đang trị bệnh cho con. Màu đỏ, màu đỏ. Màu đỏ, màu đỏ. Lẹ chưa? Dẹp mạnh anh đi, dẹp đi. Mọi người ơi, Không kịp nữa rồi. Chào cả nhà. Màu đỏ hãy tan biến, trả lại đôi mắt cho người thân của chúng tôi. Trời ơi, cái gì vậy? Con đâu có bị đau mắt đỏ đâu. Anh nghe nói bây giờ tốt nhất anh đi vô trong bệnh viện anh khám mắt liền, để mắt anh bị đỏ rồi. Anh nói không có bị mà. Mẹ ơi, bây giờ mẹ không tin đúng không? Bây giờ con sẽ tới bệnh viện, con khám. Đúng. Nhưng mà mọi người phải đi với con để làm chứng. Ngu hả? Trời ơi, tới đó cho bị lây cả đám hả? Ngu không đi. Nè nè, nghe mẹ nói. Con đứng im đó. Nghe mẹ nói nè. Mẹ thay đổi ý kiến. Không có. Con hỏi bác sĩ coi khám bệnh đau mắt đỏ qua đường điện thoại được không? Tại sao vậy mẹ? Tại vì mẹ sợ con qua bên đó con khám lây cho ổng luôn. Trời ơi. Rồi bây giờ mẹ lo cho người dân còn hơn lo cho con trai ruột của mẹ đó hả mẹ? Không có mà. Ê!